Kính thưa quý vị, chưa hết nỗi khổ khi nông sản khó tiêu thụ, giá tuột dốc liên tục, thì nông dân thêm lao đao vì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao. Nhiều nông dân cho biết họ như ngồi trên đống lửa khi giá phân bón tăng gấp đôi và hơn thế, rồi lại thêm giá xăng dầu tăng. Chưa bao giờ người nông dân phải gánh nhiều chi phí cho một mùa vụ sản xuất như vậy. Sao nông dân chịu khổ? Đó là câu chuyện chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Chúng tôi trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình kỳ này là ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh. Nhức đầu, ngủ không yên là tâm trạng của chị Nguyễn Ngọc Minh Thơ ở xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu khi nói về giá phân bón. Nhà mình thì làm mảng cầu, canh tác mảng cầu, 10 ngày là phải bón phân. Mà cái giá phân hữu cơ, phân hóa học bây giờ thì nó tăng, tăng ngày một luôn, tăng mà nhức đầu luôn. Trước kia cách đây 3 tháng thôi, giá ure nó là 600 ngàn một bao. Mà hiện tại thời điểm này là 850 ngàn một bao. Còn kali thì trước kia là cũng cách đây mới có 2-3 tháng là nó là 500 ngàn. Bây giờ nó 750 ngàn một bao. Mà trong thời gian ngắn như vậy mà chênh lệch giá quá cao như vậy thì nông dân là tính ra cái chi phí là bị mất đồng lời, làm công không. Nhưng mà cái giá phân bón thì nó cứ lên dùng dục, lên mỗi ngày, nhức đầu luôn á. Bà Nguyễn Thị Chí Sư ở thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu nói: mùa thì lại thất thu mà giá phân bón thì nó lại tăng. Cái giá mà mình bán ra thì nó lại rẻ. Nên có cái yêu cầu là nhà nước có thể chỉnh đốn lại cái giá phân bón để cho nông dân được nhờ. Ruộng lúa của ông Nguyễn Văn Nhành, nông dân ở xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, khoảng 2 tháng nữa là thu hoạch. Trong sản xuất lúa, phân bón chiếm tỷ lệ khoảng 23-25% tổng chi phí sản xuất. Cây ăn trái tỷ lệ này cao hơn. Khi phân bón tăng cao, chi phí đầu vào tăng đáng kể. Ông Nhành đang phập phồng lo vì giá lúa hiện đã thấp. Cái vụ mùa năm nay á, tình hình bị Covid thì cái giá phân bón nó tăng từ cái ure từ 350, hiện giờ là 800, thì cái đầu ra của lúa thì rất bấp bênh, thương lái thường ép, nhưng mà nhà nước chỉ hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhưng mà yêu cầu nhà nước làm sao có hỗ trợ về những người nông dân mà sản xuất về lúa, đặc biệt cái lúa Tây Ninh á, thì năm 3 vụ thì đầu tư phân bón đầu vào rất là cao, còn như miền Tây hay mấy chỗ khác thì năm 2 vụ thì cái đầu vô người ta rất thấp, nhưng đầu ra thì nếu bằng ở Tây Ninh thì người ta vẫn có lại, nhưng mà dân Tây Ninh mà cái dùng ví dụ một đòn hoặc như anh Châu làm cái lúa thì không hiệu quả. Mà cái vụ hè thu năm rồi á, thì thiên tai gió bão, cái vụ hè thu rồi ngã thì giá lúa của cái hợp tác xã này cái từ 3.900 đến 4.000 mà năng suất thấp nữa, còn cái vụ hè thu này thì nó tăng chắc 100% chứ không nhiều đâu, nhưng mà ở miền Tây thì tăng, thì hiện giờ thì nắm bắt mấy hôm nay thì dưới 5.700. Nhưng mà ngày qua họ lái đây nó nằm khoảng 5.300. Thì làm sao có cái chính sách nhà nước hỗ trợ về vấn đề mà ổn định về giá lúa thì nông dân đỡ hơn. Ông Hà Chí Mãn, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mãng Cầu Thạnh Tân cho hay. Nhưng mà vấn đề dỗ phân bón giá cao như thế này, rồi tình hình dịch bệnh hiện tại bây giờ giá về hàng nông sản như Mãng Cầu bán cũng nói chung giá cũng còn thấp. Thấp nhiều khi là cũng không lời đó. Đó, nhưng mà giá phân bón tăng như vậy là chi phí sản xuất cao, thành ra là người nông dân sẽ ảnh hưởng về cái thu nhập của họ rất nhiều. Nói chung là về cái vấn đề phân bón là tình hình chung là nâng cấp vĩ mô à. Đó, thành ra là nếu nói về mặt mà về quản lý nhà nước á, thì cũng cố gắng làm sao để cái chỗ là cái giá phân bón nó hợp lý. Yeah. Đó. Rồi những cơ chế chính sách gì đó nhà nước cân đối như thế nào để mà cái phân bón của cái đến tay người nông dân á, là cái giá nó hợp lý để người ta nó cân đối được cái chi phí sản xuất. Rồi cái quan trọng nhất hiện tại bây giờ là tôi cũng có kiến nghị ở trên chỗ sở cái nông nghiệp, rồi các anh cũng nói là hỗ trợ về vấn đề chỗ cho vay vốn, mà hỗ trợ về cái lãi suất, hỗ trợ lãi suất á. À, để cho có nông dân có cái vốn để người ta tái sản xuất, để giảm cái chi phí. Với kinh nghiệm của mình, nhiều nông dân đã cố tìm giảm lượng phân bón hóa học, thay vào đó là sử dụng phân hữu cơ để phần nào giảm được chi phí đầu vào, nhưng lực bất tòng tâm. Ông Nguyễn Văn Nhảy ở xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu nói:
về vấn đề mà thuốc với tất cả những phân bón rồi công lao động đủ thứ hết vẫn tăng cao. Nhưng mà chúng tôi là nông dân thì giờ phải làm thôi chứ giờ sao, nếu mà bỏ thì cũng không được. Là người có kinh nghiệm sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm, nói về chuyện tìm cách giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, ông Nguyễn Văn Nhành ở xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu cho biết. Nếu có đất của mình bây giờ mà bón cái hữu cơ, nhưng mà hữu cơ thì năng suất thấp. Năng suất thấp thì cái giá là thấp, mình làm sao bù lại cũng không có lợi. Thì cái đất mà làm ba vụ lúa nó bây giờ mấy năm nay, cả trên 10 năm nay cần phân hóa học. Nếu không hóa học thì năng suất không có. Đưa vào hữu cơ nhiều cái thí nghiệm rồi nhưng mà không hiệu quả. Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh nói. Cái quy trình sản xuất người nông dân chúng ta đó thì cũng còn khá là lãng phí về phân bón và tư nông nghiệp. Tôi nói ví dụ như là cái việc mà bón phân mà chúng ta không có căn cứ vào cái tình hình thực tế của đất đai và cây trồng, bón theo gọi là theo định kỳ thôi, rồi chúng ta không để ý tới việc cây thừa thiếu cái gì thì đôi khi có thể xảy ra cái nạn dư thừa phân bón. Hay là phần lớn các cái bón mà trừ bón lót ra thì người dân hay rải trên bề mặt, như vậy thì cái phần bay hơi và rửa trôi cũng khá là nhiều, làm ảnh hưởng cho tới cái lượng phân bón thực tế cây có thể tiêu thụ được. Hay là chúng ta có xu hướng là lạm dụng phân hóa học, ít chú ý đến phân chuồng, trong khi phân hóa học thì giá rất là cao và tăng cái chi phí cho người nông dân và cái tính bền vững nó cũng kém. Cho nên là ngành cũng đã có nhiều cái vận động như ba giảm ba tăng chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ và ưu tiên cái phần mà bón lót, hay là chúng ta phải lấp cái phân lại khi mà chúng ta bón thúc. Rồi chúng ta sẽ sử dụng thêm các cái loại phân hữu cơ. Từ cái phân chúng ta hiện nay có nhiều cơ sở chăn nuôi, phân chuồng cũng rất là nhiều. Rồi các loại phân xăm, những cái rơm rạ, ủ mục cho chấu vân vân, là những cái mà chúng ta bón vào vừa là cái giá thành chúng ta nó hợp lý hơn. Cái thời gian mà tác dụng nó kéo dài, đồng thời nó lại tăng giá trị hấp thu của cái phân hóa học. Nó làm cho đất sống, đất có cái độ keo và giữ được cái phân hóa học khi chúng ta bón xuống đất. Hay đối với lại thuốc bảo vệ thực vật thì người dân có xu hướng là cứ ra cái chỗ bán thuốc hỏi rằng tôi bị bệnh đó bệnh đó thì xịt cái gì, và thì người ta sẽ đưa những loại thuốc mà người ta muốn bán cho mình, đôi khi là giá cao, thậm chí là có thể có những cái thuốc mà nó không tốt nhưng mà cái chiết khấu cao họ sẽ ưu tiên giới thiệu cho mình. Rồi chúng ta có xu hướng lại là sử dụng với cái hàm lượng là cao hơn gấp đôi gấp ba lần so với khuyến cáo ở trên bao bì, để mà thấy rằng là khi xịt xong thì con sâu con rầy nó phải chết liền họ mới chịu, trong khi một số loại thuốc bây giờ là cơ chế của nó là 2-3 ngày sau nó mới chết, hoặc là xịt không đúng thời điểm. Ví dụ như là cái loại này nó chỉ tác dụng trên trứng, trên sâu non thì chúng ta lại dùng trên sâu trưởng thành, đôi khi nó lại không có tác dụng. Cho nên là người nông dân phải nghiên cứu thật kỹ, đồng ruộng của mình hỏi những tư vấn ở những cơ sở có uy tín để mà và có quan sát thực tế để mà chúng ta làm sao để sử dụng các loại phân bón thuốc bảo vệ thực vật một cách hiệu quả nhất. Gắn bó với đồng ruộng hầu như suốt cả đời mình, nhiều nông dân có nỗi niềm, có trăn trở khi mỗi một mùa vụ giá bán hàng nông sản lại biến động. Giá phân bón liên tục tăng là một gánh nặng cho nhà nông. Theo bà Nguyễn Thị Chí Sư ở xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, hiện nay ra cửa hàng vật tư nông nghiệp mua bao phân về bón cho vài công rau màu phải bỏ ra gần 1 triệu đồng một bao. Tính ra nông sản phải bán cao hơn cả chục giả lúa mới mua được một bao DAP. Thời điểm này trên thị trường phân bón không khan hiếm nhưng giá rất cao. Nhiều đại lý phân bón không bán bao vụ như mọi năm mà lấy tiền mặt. Tiếp tục đầu tư tái sản xuất sau khi thu hoạch thì không chịu nổi. Nhưng bỏ ruộng bỏ vườn cũng không xong. Trong bối cảnh dịch Covid-19 để lại hậu quả nặng nề cho sản xuất sinh hoạt, trở lại bình thường mới, nông dân cũng như doanh nghiệp cạn kiệt nguồn vốn. Trong khi đó nông sản thu hoạch không bán được hoặc bán được thì giá rất thấp. Cái vòng lẫn quẩn đó khiến nông dân ăn ngủ không yên. Theo thông tư liên tịch số 10 năm 2015, ngày 3 tháng 3 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài chính có hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá. Thông tư liên tịch này quy định chi tiết các mặt hàng cần bình ổn giá. Trong đó, mặt hàng thực hiện bình ổn giá là phân đạm ure, phân NPK, thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh nói. Theo điều 15 của luật giá thì trong cái mặt hàng vật tư nông nghiệp thì phân bón chỉ có hai loại thôi, đó là phân ure và phân NPK thì nằm trong danh mục được bình ổn giá.
Tuy nhiên trước tình hình đó thì Sở Công Thương cũng đã phối hợp các sở ngành tham mưu ban văn bản chỉ đạo để thực hiện cái tình kiểm soát tình hình này. Trong đó có giao nhiệm vụ cho nhiều sở, trong đó là giao cho Sở Tài chính thì chủ trì Sở Nông nghiệp để đi thanh tra kiểm tra cái việc niêm yết giá và thực hiện theo giá quy định của phân bón. Thứ hai là Sở Công Thương cũng phối hợp với các ngành liên quan để cung cấp tài liệu thông tin để quản lý các lĩnh vực có liên quan đến phòng vệ thương mại, để khi có các tranh chấp thương mại thì Sở Công Thương can thiệp vào nội dung này theo cái báo cáo về Bộ Công Thương. Trên cơ sở tham mưu của Sở Công Thương và tỉnh chỉ đạo thế thì Sở Tài chính có thành lập một cái đoàn đi kiểm tra tình hình chấp hành các cái vi phạm luật về giá. Thì Sở Công Thương có cử anh em của phòng quản lý thương mại tham gia cùng đoàn này. Hiện nay đoàn này đang mới làm việc khoảng hơn một tuần nay thì chưa có kết quả báo cáo. Khi nào có kết quả báo cáo thì Sở Công Thương sẽ cung cấp thông tin, hoặc là cái đoàn kiểm tra sẽ đề nghị đoàn kiểm tra cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí để công bố rộng rãi cho bà con nhân dân trên tỉnh ta biết để thực hiện. Và ngoài ra thì trong cái tình hình dịch trước kia thì Sở Công Thương cũng có đăng thông tin cho các cái thông tin một số đường dây nóng của anh em lãnh đạo Sở Công Thương, phòng quản lý thương mại và cục quản lý thị trường, để khi có vấn đề liên quan đến là gian lận thương mại rồi hàng gian hàng giả hoặc là về giá thì đề nghị là cử tri hoặc nhân dân có thông tin kịp thời để các ngành thì cùng Sở Công Thương xử lý đó kịp thời. Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh nói: việc mà tăng giá mà hơi bất thường thì cũng đã có một số phản ánh của cử tri, ví dụ như khu vực Dương Minh Châu. Cái việc mà tăng giá thì chúng ta phải thấy rằng là đây là thứ nhất là tăng giá trên phạm vi toàn thế giới, là nhu cầu là tiêu thụ thì tăng, trong khi sản xuất thì có bị hạn chế, và đặc biệt là khâu lưu thông, cái chuỗi phân phối toàn cầu có bị ảnh hưởng do cái giá của container, giá vận chuyển đường biển vân vân. Nói chung là có nhiều yếu tố đã đẩy cái giá vật tư nông nghiệp nó tăng. Nhưng mà cũng không loại trừ cái việc lợi dụng tình trạng là khan hiếm nhất thời đó và một số cái doanh nghiệp đẩy giá lên cao hơn cái mức bình thường và trục lợi từ cái việc này. Thì chúng tôi cũng đang theo dõi sát sao những cái thông tin từ thị trường, cũng như là thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương để kiểm tra giám sát. Nếu có những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta sẽ xử lý kịp thời. Trước tình hình giá phân bón tăng cao và giá đầu ra nhiều loại nông sản ở mức thấp, ông Nguyễn Văn Nhành và nhiều nông dân ở huyện Cờ Dầu cho biết tạm thời buộc phải tính phương án trong sản xuất vụ tới là giảm lượng bón phân cho cây trồng. Nhưng như thế cũng không yên tâm vì điều này có thể ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng của cây trồng. Nông dân rất mong nhà nước cần kịp thời có giải pháp kéo giảm giá phân bón, đồng thời hỗ trợ hướng dẫn nông dân tăng cường sản xuất, sử dụng các loại phân bón hữu cơ có chi phí thấp và giá rẻ để hạn chế sử dụng phân bón hóa học mà vẫn nâng cao được hiệu quả sản xuất. Đây có thể được xem là giải pháp rất quan trọng để sớm ổn định sản xuất nông nghiệp khi chúng ta đang trở lại bình thường mới. Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh cho biết: chúng tôi cũng như là các sở nông nghiệp khác cũng đã nhiều lần là kiến nghị với Bộ Nông nghiệp là cho kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ, xem cái việc tăng giá như vậy là hợp lý hay là có dấu hiệu đầu cơ tăng giá trên phạm vi toàn quốc. Nhưng mà hiện nay thì vẫn chưa có được cái câu trả lời thỏa đáng. Thì chúng ta cứ chấp nhận xem như đây là một cái việc mà do cái cơ chế thị trường thôi. Còn nếu cá biệt có cái chỗ nào đó họ tăng giá một cách đột biến thì chúng ta sẽ xử lý. Đối với người nông dân thì theo tôi là trước khi mình mua thì nên khảo sát khách giá thật cẩn thận. Hiện nay thì chúng ta đã có rất là nhiều cái kênh, ví dụ chúng ta có thể tra trên internet, chúng ta có thể điện thoại tới các cái cửa hàng có niêm yết để mà chúng ta chọn được một cái giá nó phù hợp, hợp lý. Tây Ninh là tỉnh có diện tích đất nông nghiệp khá lớn, thu nhập của nhiều hộ nông dân, nhiều hợp tác xã nông nghiệp vẫn từ đất từ vườn. Dù có chuyển sang sản xuất với mô hình mới, với quy mô trang trại lớn thì phân bón vẫn là yếu tố không thể thiếu. Nhà nước đã có quan tâm để kiểm soát giá phân bón nhưng chưa đạt được hiệu quả. Nếu giá phân bón cứ liên tục tăng như thế này, nông dân làm sao chịu nổi? Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Những vấn đề hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt.